chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh vn youtuber các bạn thân mến cách đây ít lâu trên mạng xuất hiện một bức ảnh chụp các tướng lĩnh cấp cao của việt nam đang nghe một sĩ quan báo cáo điều đáng chú ý tay người báo cáo cầm một chiếc gậy chỉ vào đảo hải nam của trung quốc trên bản đồ bức ảnh này một thời gian sau xuất hiện trước mắt người trung quốc và có người đã viết một bài bình luận về sự việc Hôm 29 tháng 7 trên mạng Sohu đăng bài viết có tên: Quân đội Việt Nam chỉ kiếm vào trọng trấn Nam Bộ nước ta. Bài báo viết: Gần đây Việt Nam lưu hành một bức ảnh khiến phía Trung Quốc phải cảnh giác cao độ. Trong ảnh, tình báo viên Việt Nam hướng về Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch báo cáo về tình huống bố trí quân sự của chúng ta. Trong bức ảnh ấy, người đó chỉ thẳng vào hoàn đảo quan trọng của Trung Quốc ở Nam Bộ mọi người đều biết đảo hải nam là mặt tiền yếu địa chiến lược của trung quốc hướng ra biển đông khu vực đó có bố trí lực lượng tinh nhuệ của hải quân và không quân trung quốc chẳng hạn căn cứ tàu ngầm hạt nhân căn cứ tàu sân bay căn cứ lực lượng đổ bộ đường không đó đều là những đơn vị tinh nhuệ trong tinh nhuệ theo từng loạt từng loạt vũ khí trang bị hiện đại đồng thời hình thành sức chiến đấu thực lực hải không quân của trung quốc đã tăng cường rõ rệt có thể nói, cho dù toàn bộ các nước xung quanh chiến khu Nam cũng không phải đối thủ của Trung Quốc. Nhưng chúng ta cần tỉnh táo nhận thức rằng, đánh trận từ xưa đến nay không phải dựa vào sách vở và giới thiệu vũ khí. Bất kỳ một loại vũ khí nào, bất kể là tính năng chiến thuật đáng tin cậy và tiên tiến đến đâu, đều không thể đạt hiệu suất 100%. Như vậy, Việt Nam có thực sự có khả năng hình thành một cuộc tấn công vào chúng ta không? Với Việt Nam mà nói, họ cũng biết rõ muốn phòng thủ trước đòn tấn công liên hợp của hải lục không quân Trung Quốc gần như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Họ duy nhất có thể làm chính là dùng hành động tiến công khiến chúng ta nhận thấy cái giá phải trả. Tục ngữ nói, phương pháp phòng ngự tốt nhất là tấn công. Chân lý này không phải chỉ mình chúng ta biết, đối thủ của ta cũng biết. Từ thập niên 1990 trở đi, quân đội Việt Nam đã cực kỳ chú trọng phát triển các vũ khí tiến công trong danh sách các vũ khí tiến công của Việt Nam, Không quân chiếm vị trí trọng yếu. Vũ khí tiến công chủ yếu của Không quân Việt Nam có máy bay chiến đấu đa năng Su30MK2, Su22, Su27. Trong những loại máy bay này, đại bộ phận đều có thể mang tên lửa đối đất được dẫn đường chính xác. Đặc biệt là Su30MK2 có năng lực tiến công tổng hợp mạnh nhất, không những có thể tấn công mục tiêu trên mặt đất mà còn nổi danh là một tay thợ săn các mục tiêu trên biển trong trung đoàn hải không quân của hạm đội Đông Hải Trung Quốc cũng trang bị loại máy bay này. Trước khi Trung Quốc nhập khẩu Su-35, những chiếc Su-30 đó là những máy bay mạnh nhất trong hệ su khôi của Trung Quốc. Cùng với đó, Việt Nam đã mua từ Ấn Độ một số lượng tên lửa hành trình siêu âm Ramos chưa rõ là bao nhiêu. Loại tên lửa này tầm bắn tối đa có thể đạt đến 350 km. Có hai phiên bản đối đất và đối hải Bộ đội phòng thủ bờ của Hải quân Việt Nam còn trang bị tên lửa chống hạm phóng từ bờ hạng nặng K-300P do Nga chế tạo. Loại tên lửa này có năng lực cơ động khá mạnh trên đất liền, có khả năng tấn công mọi tàu thuyền trong ban kính 350 km, có năng lực tấn công đối đất nhất định. Ngoài Nga và Ấn Độ, Israel cũng là nhà cung cấp vũ khí chính của Việt Nam. Những năm gần đây, Việt Nam tăng cường nhập khẩu vũ khí Israel, loại vũ khí giao hàng gần đây nhất là hỏa tiễn dẫn đường chính xác tầm trung và tầm xa, Akula và Extra. Tầm bắn của nó lần lượt là 40 km và 150 km. Hiện nay Việt Nam đang đàm phán với Israel để nhập khẩu một loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất có tầm bắn có thể đạt tới 250 km. Pháo binh Việt Nam còn trang bị tên lửa đạn đạo Scud cũng có thể thực thi nhiệm vụ tấn công chiến thuật chiến dịch đối với các mục tiêu quan trọng trong cự ly 300 km chúng ta có thể thấy trong những loại vũ khí tên lửa Việt Nam nhập khẩu này, đại đa số có tầm bắn đều khoảng 300 km. Cộng thêm các máy bay hệ su khôi có bán kính tác chiến 1.200 km, tức là bán kính tác chiến bao phủ đảo Hải Nam, và cũng có thể tạo thành uy hiếp hữu hiệu đối với thành phố Tam Sa có lực lượng phòng ngự tương đối yếu mỏng. Xin được mở ngoặc chú thích, thành phố Tam Sa là một đơn vị hành chính phi pháp do Trung Quốc lập ra để quản lý ba quần đảo trên biển Đông, gồm quần đảo Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm đóng, cộng với quần đảo Trung Sa. Như vậy nói, thành phố Tam Sa tức là nói bao gồm cả Trường Sa, Hoàng Sa và Trung Sa trong đó. Bài báo của Trung Quốc nói tiếp rằng: Cộng thêm hiện nay, cả 6 tàu ngầm thông thường lớp Kilo của Việt Nam đã được bàn giao toàn bộ. Còn có bao nhiêu tàu tên lửa tấn công nhanh hiện độc tức là các tàu mà ta gọi là Monia. Do vậy, cũng hình thành uy hiếp nhất định đối với hạm đội của chúng ta trên biển. Liệu địch nghiêm túc tăng cường chuẩn bị đấu tranh quân sự với cục diện phức tạp nhất trước mắt. Đánh trận xưa nay không phải là chuyện trò ôn văn nho nhã trên giấy. Đối với những tình hình của đối phương như vậy, quân ta cần có nhận thức tỉnh táo. Cho nên đồng thời với việc khẩn trương phát triển lực lượng tiến công, bố trí phòng ngự của quân ta cũng không được có chút nào lơi lỏng. Trên tin tức quân sự, chúng ta thường có thể thấy khoa mục diễn tập mô phỏng việc căn cứ hải không quân gặp chiến dịch tập kích hỏa lực của đối phương. Tuy phía Việt Nam trăm phương ngàn kế muốn tiến hành tập kích trả miếng ta, nhưng lý tưởng rất ngon ăn mà thực tế thì lại rất xương. Việt Nam mua những vũ khí từ nhiều nước như vậy, không thể hình thành năng lực tác chiến hệ thống. Khi chiến dịch gia tăng mức độ ác liệt, những tài sản mà Việt Nam khổ tâm dành dụm hàng chục năm mua được. Khi đối diện với hỏa lực tấn công từng lớp từng lớp của hải quân không quân và hỏa tiễn Trung Quốc, e rằng sẽ bị trực tiếp đánh cho trở về con số 0. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là bài viết của mạng Sohu, bình luận xoay quanh bức ảnh chụp cảnh sĩ quan Việt Nam chỉ vào đảo Hải Nam của Trung Quốc. Các phân tích của bài viết trên đây tập trung vào ý tưởng Việt Nam lấy công làm thủ khi có tình huống chiến tranh sẽ tấn công vào các căn cứ xuất phát của không quân và hải quân Trung Quốc trên đảo Hải Nam. Ý tưởng này không phải là tác giả Trung Quốc phóng đại lên để hù dọa nhân dân Trung Quốc mà nó phù hợp với chiến lược chiến tranh bất đối xứng. Chính bản thân Trung Quốc, trong khi xây dựng chiến lược bất đối xứng chống lại Mỹ, cũng đã phát triển các loại vũ khí tấn công đủ sức đánh tới được các căn cứ hải không quân của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, thậm chí đến tận đảo Guam. Trong chiến tranh bất đối xứng, người ta không nhằm vào đánh bại đối phương trên chiến trường mà nhằm tiêu diệt những mục tiêu cực kỳ quan trọng để đánh bại ý chí chiến tranh của đối phương sau đó đi đến giải pháp đàm phán để kết thúc chiến tranh để làm việc ấy người ta không chỉ nhắm vào các mục tiêu có giá trị cao của đối phương trên chiến trường mà còn nhắm vào các mục tiêu ở ngay trong lãnh thổ đối phương các căn cứ xuất phát của đối phương trong lịch sử chiến tranh trung việt cả ngàn năm qua người việt từng đã có lần thực hiện đoàn tấn công phủ đầu để phát tan các căn cứ tập trung lương thực và vũ khí khi phát hiện thấy người Hán định xâm lược mình. Đó chính là lần xuất quân của Lý Thường Kiệt đánh vào Ba Châu Ung Khâm Liêm thế kỷ 11. Đến thời cận đại, trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng kháng chiến của nhân dân ta không chỉ đánh địch trên chiến trường mà còn sử dụng đặc công biệt động đánh địch từ trong các thành thị bị chiếm đóng, đánh vào tận căn cứ, cơ sở quân sự xào huyệt của lực lượng xâm lược. Đây cũng là một hình thức tác chiến phi đối xứng. Sang thời kỳ chiến tranh Việt Trung, Trung Quốc có tên lửa đạn đạo nhưng Việt Nam thì không. Bởi vậy, ngay sau khi chiến tranh nổ ra, Liên Xô đã gấp rút đào tạo và viện trợ cho Việt Nam các tên lửa đạn đạo chiến thuật cắt để thành lập lữ đoàn 490. Không nói thì mọi người cũng biết, mục đích của việc trang bị tên lửa đạn đạo này là để có phương tiện đánh vào các căn cứ quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Trung Quốc. Nếu như Trung Quốc sử dụng đến tên lửa, dĩ nhiên với số lượng tên lửa Scud mà Liên Xô viện trợ thì không thể sánh được với kho tên lửa đạn đạo của Trung Quốc. Tuy nhiên ý nghĩa của nó nằm ở chỗ cho đối phương thấy rằng họ không còn ưu thế tuyệt đối về tên lửa đạn đạo. Nếu họ sử dụng thì Việt Nam cũng có tên lửa đạn đạo để đánh trả, buộc họ phải suy nghĩ. Ý nghĩa này chúng ta sẽ có điều kiện thấm thiết hơn. Khi nhìn lại lý do vì sao quân đội Mỹ lại từ bỏ ý định sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trên chiến trường Việt Nam. Vào giữa thập niên 1960, ý tưởng này đã được quân đội Mỹ đặt ra và tổng thống Mỹ đã lập ra một hội đồng để xem xét nghiêm túc. Tuy nhiên, cuối cùng họ quyết định gạt bỏ ý tưởng này vì một số lý do. Trong đó, lý do quan trọng nhất là lo sợ rằng khi họ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật thì Liên Xô cũng sẽ cung cấp cho Việt Nam các vũ khí hạt nhân chiến thuật để đánh trả vào các căn cứ quân sự lớn của quân Mỹ. Trong bối cảnh quân đội Mỹ đã nhiều lần nếm mùi bị quân giải phóng tập kích hỏa lực bằng các loại pháo mang vác như DKB gây thiệt hại nặng nề cho các sân bay lớn như sân bay Biên Hòa, sân bay Đà Nẵng thì việc Việt Nam luồn rừng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật để trả thù là hoàn toàn có thể. Trở lại câu chuyện đảo Hải Nam, trong nhiều phân tích của giới quan sát quân sự quốc tế mấy năm qua, đã có nhiều người đề cập đến các căn cứ chiến lược của Trung Quốc trên đảo Hải Nam có thể bị tấn công nếu xung đột xảy ra. Nếu cần làm việc này, hiện nay Việt Nam có một số phương tiện như tên lửa 3M14E phóng từ tàu ngầm, tên lửa đạn đạo Scud đã được nâng tầm bắn và có thể là cả tên lửa Pramos phiên bản đôi đất được phóng từ máy bay. Tất nhiên tên lửa Pramos thì hiện nay mới chỉ có tin đồn nói Việt Nam mua, nhưng hiện tại chưa có thông tin nào để chứng thực. Một điều nữa là việc sĩ quan Việt Nam chỉ vào đảo Hải Nam cũng chưa chắc là để nhằm mục tiêu tấn công mà có thể là bàn bạc các vấn đề khác. Do đó những phân tích bàn luận trên đây cũng chỉ là giả thiết mà thôi. Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.